Xin giới thiệu với các bạn, đây là máy nghiền xương. Các loại xương trâu, xương bò, xương lợn phục vụ cho chuỗi nhà hàng, khách sạn, quán phở. Máy nhập khẩu nguyên chiếc. Động cơ khỏe 11 kW, chạy điện 3 pha. Vỏ làm bằng chất liệu nylon, rất chắc chắn, sáng đẹp. Nilock 304. Năng suất làm việc 500 đến 600 kg trên 1 giờ. Do công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy nông nghiệp miền Bắc phân phối. Địa chỉ số 651 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline 0966 399628, 0988 866196. Xin cảm ơn bà con.